Xe Avatar 12 từ Trung Quốc làm rung chuyển thị trường ô tô xa xỉ. Avatar 12 này là một sản phẩm đến từ Trung Quốc, nhưng công chúng và giới chuyên môn của nước Đức đánh giá cao mẫu xe này ở nhiều khía cạnh. Avatar 12 là mẫu xe ra đời bởi liên doanh giữa Changan, Huawei và CATL, những thương hiệu hùng mạnh trong làng xe điện Trung Quốc. Điều này giúp tạo ra chiếc xe điện định vị cao cấp và có khả năng chinh phục thị trường thế giới. Avatar 12 là một loại xe sedan sang trọng, dẫn động 4 bánh với công suất 578 mã lực. Sở hữu thiết kế mang phong cách tương lai, Avatar 12 với hai tùy chọn sức mạnh gồm cấu hình cầu sau đạt công suất 313 mã lực hoặc cấu hình dẫn động 4 bánh công suất 578 mã lực. Một số hình ảnh và thông tin chi tiết về mẫu xe điện mới nhất của hãng Trung Quốc Avatar 12 vừa lộ diện. Chiếc xe này được thực hiện nhờ sự hợp tác giữa chang găng Huawei và CATL. Cách đây vài năm chiếc xe đan đầu tiên của thương hiệu Avatar 11 đã được giới thiệu. Tổng thể thiết kế Avatar 12 mang dáng dấp của xe đan nhưng có nhiều điểm tương đồng với người anh em SUV Avatar 11. Điểm nổi bật của phần đầu xe là cụm đèn pha LED được chia hai tầng với giải đèn ban ngày được uống công xuống phần cản trước. Phần lưới tản nhiệt được sơn màu đen. Phần đuôi của Avatar 12 được thiết kế dáng hát bắt với trụ xe máy công kéo dài đến phần cốt, đây là chi tiết độc đáo của Avatar 12. Tuy nhiên điều này cũng lược bỏ đi phần kính hậu sau riêng biệt tương tự Poletta. Thay vào đó Avatar 12 có phần mui làm bằng kính, giống với Tesla Model 3 và Model Y e, đèn hậu thiết kế mỏng theo cách tối giản, cùng với cánh gió nhỏ được vuốt nhẹ lên. Ra đời dựa trên nền tảng CHN do Chang găng. Huawei và CATL phát triển, ô tô điện Avatar 12 có chiều dài 5.020mm, rộng 1.999mm và cao 1.460mm cùng chiều dài cơ sở 3.020mm. So với Porsche Panamera thế hệ mới nhất hiện nay, Avatar 12 ngắn hơn 29mm, rộng hơn 62mm và thấp hơn 37mm. Đặc biệt, Chiều dài cơ sở của Avatar 12 trội hơn Panamera tới 70 mm, đây là điều dễ hiểu bởi thiết kế đặc thù của xe điện cần sàn xe phẳng để đặt bộ pin kích thước dung lượng lớn. Đèn chiếu sáng hai tầng và đèn pha tích hợp vào cản trước. Với thông số kỹ thuật này, Avatar 12 còn lớn hơn Neo S7. Đồng thời Avatar 12 sẽ có hai tùy chọn hệ dẫn động, đối với cấu hình dẫn động cầu sau với một motor điện sản sinh công suất 308 mã lực. 230 kW. Trong khi đó, cấu hình dẫn động 4 bánh với hai mô tơ điện đặt trước, 195 kW, và sau, 230 kW, sản sinh tổng công suất 569 mã lực, 425 kW. Chiếc xe đang cỡ lớn đến từ Trung Quốc dùng pin 94,5 kW trên giờ và mang đến hai lựa chọn về hệ thống truyền động. Thứ nhất là phiên bản dẫn động cầu sau dùng một mô tơ điện có công suất 230 kW. 313 mã lực. Thứ hai là phiên bản dẫn động 4 bánh với hai mô tơ điện gắn trên cả hai trục bánh xe, mang lại tổng công suất 425 kW, 578 mã lực. Avatar 12 loại bỏ hoàn toàn kính chắn gió phía sau, tương tự như Poletta 4, tạo ra một hình dáng chắc chắn và đặc biệt, đúng như mô tả của chính giám đốc thiết kế. Quyết định loại bỏ kính chắn gió phía sau này vượt xa tính thẩm mỹ. Nó cũng góp phần cách âm mang lại không gian chở hàng lớn hơn và mang lại lợi thế về khí động học. Bên trong, trung tâm táp lô bố trí một màn hình cảm ứng nổi, đặt vị trí tương đối thấp với một hàng nút bấm vật lý bên dưới. Phía bên trên gây ấn tượng mạnh với một dải màn hình siêu dài 35,4 inch phủ toàn bộ viền dưới kính chắn gió. Hai cạnh ngoài cùng của màn hình này hiển thị hình ảnh từ camera chiếu hậu bên hông, còn ở giữa là các phần hiển thị thông tin dành cho người lái và cho hành khách được phân chia riêng biệt cần số nằm sau vô lăng thể thao hình bầu dục. Toàn bộ nội thất Avatar 12 bọc da Nappa, dàn âm thanh lên tới 27 loa và xe cũng được trang bị bộ hỗ trợ lái Huawei Advanced Driving System 2.0 với 29 cảm biến tiên tiến, trong đó có 3 lidar. Các trang bị tiện ích của Avatar 12 đều mang tính chất hiện đại như tới từ tương lai, chẳng hạn như mui kính toàn cảnh có thể tăng, giảm độ sáng bằng cơ chế điện sắt. Hệ thống đèn viền nội thất thay đổi phù hợp với cảm xúc người ngồi trong xe, hệ thống tạo hương thơm với ba mùi hương lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Avatar ban đầu được thành lập như một dự án hợp tác giữa chan găng New Energy và NIO vào năm 2018. Tuy nhiên sau đó NIO đã rời đi và nhà sản xuất tin nội địa lớn nhất tại Trung Quốc là CATL đã tham gia thay thế. Hiện tại, chan găng nắm giữ hơn 40% cổ phần trong khi CATL sở hữu hơn 17%. Phần còn lại thuộc về các quỹ đầu tư khác nhau. Riêng Huawei tuy không phải cổ đông chính nhưng tham gia với vai trò đối tác chiến lược, cung cấp mô tơ điện, phần mềm điều khiển và các bộ phận thiết yếu tạo nên chiếc xe. Giá của siêu phẩm xe Avatar 12 là khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam. Mọi người đã chuẩn bị lúa chưa ạ? À? Mình thì không có lúa, chỉ xem vì đam mê thôi.